Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series Shadow Fire cùng mình. Mình xin chúc tất cả anh em một ngày mới vô cùng tốt lành luôn. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại. Trước chúng ta đã test Golden Katana, bây giờ chúng ta sẽ test vũ khí Pharaoh Copper Sheath. Đây là một cái dao kiểu Pharaoh ấy. Kiểu dao Pharaoh kiểu thời xưa anh em ạ. Lấy mẹ chảy máu đây, xoắn đây. Ok, trước khi vào thì mình test thử đã. Nói chung là cái này thì nó khá giống với cái dao bình thường nhưng mà cái combo nó lại khác. Ôi giời ơi, căng thẳng nhé, căng thẳng là đau cẳng. Lên ạ. Black. Lên anh em ơi. Ui rồi ôi. Này giống lưỡi liềm gặt lúa nhỉ. Ui, nó nhanh vậy. Đánh với ai chơi mày? Đánh với ai chơi mày? Hay mình đánh chậm với nó đánh nhanh ta? Chết cha mà đi. Lão. Ủa sao nó đánh nhanh vậy? Anh em có thấy đánh nhanh không? Cái này mà thêm cái búa nữa thì thành búa liềm. Nhon. 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 Úi dồi ôi. Lão này không chết hộ bố cái. Ok. Là insane rồi, đậu phụ. Quất luôn. Mình không sợ, lại đánh với móc cua rồi. Thôi chết tôi rồi, nó móc cho mình chết rồi. Móc cua ơi là móc cua ơi. Mày sẽ đánh tao chết ư? Móc cua này. Đùa đấy. Móc cua này. Úi giời ơi, tự chảy máu mà chết. Úi giời. Móc cua gặp đúng kiểu cô tách thầm máu rồi. Mày chết này. Cầm rìu lại sợ rìu rơi. Cầm đôi phép thuật đời đời ấm nọ. Mày nhờ. Ui. Ui trượt kìa. Mình cho nó một chưởng. Đấy. Một phát vào đầu thế này nó gọi là nhanh không? Cứ phát một vào đầu thế là xong xuôi hết. Không phải xoắn. Ok. Thì chúng ta sẽ bị impossible commander. Thì chúng ta cũng sẽ qua challenge nữa anh em nhé. Challenge. Challenge. Rồi Lily rú to. Lily rú to. Nào Lily rú to. What? À butterfly knife. Né hộ đề. Hay à. Nhờn với bố của con. Butterfly knife. Trời máu chết rồi. Vâng. Ngoài cái việc đến tháng chảy máu do việc đến tháng của chị Lily thì mình đã găm một con dao vào mông chị này. Đấy. Và mông chị đã chảy máu từ hai chỗ. Ây à, ghê quá. Ghê quá này lại vỡ sọ rồi, khổ thân. Được cái ngực to thì lại vỡ sọ, chán không cơ chứ. Ok. Chúng ta lại tiếp tục tiến vào hành tổng hành dinh thôi. Challenge. Challenge go. 22. Only. Moon Goose. Ui dồi ôi, thằng này trông giống kiểu. Thằng này trông giống kiểu cá mập anh em nhỉ. Lão. Trườn bò về bố của con. Trườn bò. Trườn. À ghê quá. Nhân, úi giời ơi, chặt cu luôn. Chặt cu. Lên nào em ơi. Chặt cu. Chặt cu, ok. Đi ngay. Đó, nó cứ ra chậm chậm là mình thấy cảm giác là nó sắp chết rồi. Sao lại game lại dễ như thế này cơ chứ, cho tôi một lý do để game khó để... À chết cha, thằng Titan là cái thằng khó nhất. Rồi anh em cứ từ từ, chúng ta sẽ tìm cách đánh bại Titan và Titan Nhật thực, các thứ mây Nhật thực. Rồi, trước mình end series sớm quá. Tiếc quá. Ôi,
Dark Mode này. Láo phải mua con. Pickpocket lại. Pickpocket lại. Nhơn. Sắp chết rồi anh em ạ. Rồi, nó chết rồi. Nó tự chảy máu chết rồi. Khỏi phải nhìn đi. Rồi, mà mình đã có được magic. Vâng, như mình đã nói, cầm dao thì sợ dao rơi. Cầm đôi magic đời đời ấm no. Đéo chết luôn. Thôi nhé. Tạm biệt gấu Misa nhé. Tạm biệt thó trắng. Xích. Ủa ghê thế. Nó dùng magic rồi. Ôi thôi, lại bạn lại đi rồi. Đi về nơi xa lắm rồi. Ok. Chúng ta sẽ đánh một trận nữa để lên level 23. Enemy range weapon kill your instinct. Nghĩa là sao? Nghĩa là phi tiêu của nó có thể đam to hơn à? Nhưng mà mình không sợ. Với việc hai mũ quần, mũ áo của mình có regen. Regeneration thì... Chết bá rồi. Regeneration thì cái việc đánh vào máu của mình thì không bao giờ được. Đúng rồi ơi. Còn thêm quả cô tách siêu thấm này nữa thì thôi. Đao chặt đến đâu thì máu rơi đến đấy. Và nói thật là nó thấm lắm anh em ơi. Nó thấm vô cùng luôn ý. Nói thật. Rồi đấu phú lên level 23 rồi anh em ơi. Full power vâng. Cậu mẹ rồi, mình chưa kịp đọc nữa. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ có clip. Try on thôi mà. À, giống kiểu trường thương nhỉ. Chết rồi, không có vũ khí nào ngon. Cầm của mông để đánh về xem nào. Để mình nâng cấp lên xem như sao nha anh em nhá. Hôm nay mình đang test cái ấy mà. Hôm nay mình đang test cái... cái củ cu gì đâu rồi? Đâu rồi? Đâu mẹ rồi? Rõ ràng là vừa thấy ở đây xong. Đâu mẹ rồi? Ok. Chúng ta sẽ cho cái này vào đây. Giáp gai không ăn thua cho lắm. À giáp gai cũng được. Mình đánh ấy. Thôi cái này mình để regen đi. Đây chúng ta có Silver Kabuto. Có hai cái sừng thôi. Lần này có hai sừng thôi anh em ạ. Không phải là kiểu anh Hera nữa. Mà chính là một bạn nào đó trên thế giới này. Bị cắm phát hai sừng. Rồi. Ô đụ. Đấu phú. Mất mẹ vũ khí của mình rồi. Anh em có thấy fake không? Bay mẹ mất cái vũ khí của mình luôn. Chả hiểu luôn. Cái vũ khí mình đang cầm ở đâu? Ok vậy ta. Đây là Golden Katana mà. Ui mất mẹ luôn. Vãi cứt. Ô cái trượng phát ông của bố đâu? Ô. Điêu nhỉ. Bedwing. Mà tôi thích 3 tia được không? À 3 tia không không có à? Thế thôi. Ở đây 3 tia có mà. Ring Spike. Này khỏi né nhá. Thằng nào né hộ cái. Cho tiền luôn. Một khi kim châm phóng ra. Khỏi né. Chưa có gì mới. Đây. Vẫn là Dark Implosion mà. Ok bom. Bây giờ chúng ta sẽ... Mình lại đeo thấy cái vũ khí kia đâu ý. What the fuck? Anh em có thấy nó đang lỗi không? Thì đi xin phép mình sẽ đánh Golden Katana vậy. Bởi vì mình không thấy cái kia luôn anh em ạ. Không thấy luôn ý. Thật sự luôn ý. Tại sao lại biến mẹ mất lên như thế? Mất mẹ vũ khí luôn. Lỗi game à? Ok. Mình sẽ vào đây và... xem cái đồ của mông lấy được chưa. Thôi insane đánh mẹ đi. Ok.
lấy món cuối của Mông và cái kết bất ngờ. Vô này không? Ui ôi. Vãi cả lìn anh em ơi. Nó khỏe, nó gọi vãi cả đái. Nó thật mẹ luôn, khỏe vãi lìn. Fuck. Ta mang bao tội lỗi đến thân ta giờ đây. Kiếp sống. Không, cái này kinh quá. Nhờn với bố của con. Nhờn với bố của con. Chết chà mà luôn. Ok, mình sẽ mấy cái này thì cùi rồi, không có cái gì rồi, thì mình không phải quan tâm. Mình đang quan tâm cái dương cuối cùng, đó là cái tuyệt kỹ của Mông. Tuyệt kỹ dễ cây. Và nó chỉ có impossible thôi. Đúng rồi, thì mình phản đam lại nó phát gần chết rồi. Thì điếu nào nó quật cho mình phát thôi. Nỗi đau xót xa luôn. Hay mình lấy giờ sting để mình chọc này. Đau vãi cả lìn ý. Hết đam một lì ạ. What the fuck luôn. Nó chết cha rồi gì. Điều gì. Ô cái này một tia. Là một tia anh em ạ. Thôi mày chết rồi gì nữa. Tự chết chưa. Ô. Ô. Biết ngay mà. Này thì đấm bố mày. Chết rồi, cái katana này không ổn anh em ạ. Phải thay đổi vũ khí thôi. Để lấy được cái đồ của Mông thì phải thay đổi vũ khí. Chứ cái katana thì đéo ổn lắm. Lấy đồ của Mông luôn nhỉ. Mông ca tha luôn. Để mình xem có được không. Lấy mẹ hút máu đi. Bom làm gì đấy. Life steal. Căng à. Mình thấy trận này căng đấy. Bởi vì là kiểu đồ của Mông thì nó rất là khó lấy ở cái cuối. Cái cuối lại còn insane. Mức độ khó nó càng tăng ấy. Chết bà mà đi. Nhờn. Ô. Lăn lộn con cu mày. Lăn hộ bố đê. Lăn hộ đê. Lăn hoài à ba. Ồ. Lăn cụ mày đi. Lăn, lăn, lăn. Lăn hộ bài. Lăn này. Lăn nách à mày. Lăn hoài. Trong ngày xét như thế không có rồi. Bởi vì là cái dương kia nó màu khác cơ. Anh em ạ. Ok luôn, không có. Đây, nó vẫn chưa có. Phải quyển cuối cùng cơ anh em ạ. Cày chưa. You lose on the ring now. Chạy ra ngoài thế là bị ấy. Quất nào. Ui, cái mắt kìa. Mắt đỏ kìa. Ui rồi. Anh em ơi, cay chưa? Chưa, chưa, chưa. Vãi cả lì, thôi, 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 thôi. Thôi, 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 xin người, thôi. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.